Và xin chào toàn thể quý anh chị đang quay trở lại với video tiếp theo của kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên chia sẻ nhà và đất tại thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Hôm nay em đang có mặt trong khu trung tâm hành chính thành phố Di An quý anh chị nha. Đây là khu trung tâm hành chính tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, thuộc phường Di An quý anh chị. Và hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh chị mình một lô đất nằm trên mặt tiền của con đường số 14. Đây là quý anh chị này, nó nằm trên mặt tiền đường này là quý anh chị, đường số 14 nha quý anh chị nha. Đấy, thì con đường này, đây, chỗ này là đường này là đường K quý anh chị nhá. Đường này là đường K, nếu mà mình chạy thẳng đường này ra là ra đường số 9, đường số 9 ở phía ngoài đó quý anh chị. Đường số 9, đường trục chính của trung tâm hành chính Di An á. Đó, quý anh chị thấy xe đang chạy ngang đấy không ạ? Đó là đường số 9 nha. Đấy. Lô đất này thì nó gần với trường quốc tế Việt Anh quý anh chị. Đây này. Đó. Bên đó là trường quốc tế Việt Anh quý anh chị nhá. Đó, chỗ đó là trường quốc tế Việt Anh ha. Đó, đường trong đây là đường bần cờ, rất là đẹp ha, đường thông. Đường rộng lớn nha quý anh chị nha, rất là đẹp ha. Đấy. Đây lô đất em chia sẻ anh chị mình nằm trên con đường số 14, đây là đường này. Đường này rải nhựa quý anh chị nha. Đường này tính cả vỉa hè cây xanh đâu đó khoảng 16 mét quý anh chị. 16 mét tính cả vỉa hè cây xanh ha. Đó, rất là đẹp quý anh chị nha. Đây là phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Nằm trong khu trung tâm hành chính của thành phố Di An luôn. Đấy. Lô đất hôm nay chia sẻ anh chị mình là lô này. 120 mét vuông. Thổ cư 100% luôn quý anh chị ơi, thổ cư hết luôn. Ngang 5 và dài 24 quý anh chị nhá. Đây lô này này quý anh chị, ngang 5 dài 24. Lô này quý anh chị nhá. Lô này là hướng đông bắc, hướng đông bắc. Đấy. Nằm trên mặt tiền đường số 14, đường này, đường thông thương. Đường rộng, rất là đẹp quý anh chị. Đây khu trung tâm hành chính, khu này là VIP rồi. Khu này là VIP nhất Di An rồi đấy quý anh chị ạ. Đó lô này quý anh chị nhá. Hướng đông bắc nha quý anh chị nha. Trước đó là đường K, đó, cho đó là đường K, đường K nhá. Bên kia là trường quốc tế Việt Anh đó quý anh chị. Lô này thì nó gần với trường quốc tế Việt Anh. Đó. 120 mét vuông, thổ cư là 100%, ngang 5 dài 24, hướng đông bắc. Lô này đang chào bán với mức giá chính chủ quý anh chị nhá, 6 tỷ 700 triệu. Tính ra đơn vị trên mét vuông là rơi vào đâu đó khoảng 56 triệu một mét quý anh chị ạ. 56 triệu một mét vuông ha, cho lô đất này. Đó, lô đất đẹp ha. Nằm trên mặt tiền đường số 14, khu trung tâm hành chính thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, thuộc phường Di An. Ngoài lô đất này ra thì bên em còn nhiều lô đất khác và nhiều căn nhà, nhà và đất luôn đấy quý anh chị, trong cái khu trung tâm hành chính Di An này ha. Đấy. Khu này rất là đẹp quý anh chị ạ. Nếu anh chị mình có nhu cầu nhà đất tại khu vực trung tâm hành chính này thì hãy liên hệ trực tiếp cho bên em ha, bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình. Còn ngoài ra thì bên em còn nhiều sản phẩm khác tại thành phố Di An và thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Nếu anh chị mình có nhu cầu bất động sản ba khu vực trên thì hãy liên hệ trực tiếp cho bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình tìm được các cái sản phẩm phù hợp nhất. Rồi video em Hải đến đây xin phép dừng lại, em xin cảm ơn ạ.